Một trong những điều Nhật Bản làm cho mình bất ngờ có lẽ là đồ second hand và những cửa hàng chất như nước cất ở đây gần như giống y chang với những bức hình ở trên Pinterest. Thậm chí những món đồ si có thể có giá ngang ngửa với đồ mới. Và ở đây cũng rất đa dạng kiểu mua bán second hand, từ store truyền thống, theo chuỗi hay là cân ký tính tiền nè. Mình đang có mặt tại phố Osukanon, một trong những khu mua sắm có nhiều đồ si nhất ở thành phố Nagoya, nơi nằm trong top 3 thành phố lớn ở Nhật. Khu mua sắm này nằm kế bên ngôi chùa Osukanon. Nếu đi subway thì mọi người sẽ đi ngang qua chùa trước nha. Ở khu này cũng có nhiều đền thần đạo cũng như là chùa khác nhau nằm xen kẽ, cho nên mọi người đi một xíu là sẽ bắt gặp. Con phố Osukanon tập trung các thể loại quần áo thời trang từ cũ cho tới mới, cũng như là đồ truyền thống của người Nhật, quà lưu niệm, đồ điện tử gia dụng, các buổi biểu diễn đường phố, những cửa hàng mua sắm miễn thuế dành cho khách du lịch, và cũng không thể thiếu những cái món ăn truyền thống của Nhật Bản. Nói chung sẽ rất là rộng và thích hợp với những bạn nào thích mua sắm. Còn riêng những bạn nào mà mê đồ si thì chắc chắn là không thể bỏ qua khu này khi mà đến Nagoya. Mình ghé khu này tới tận 2 lần mà vẫn không thể đếm hết được các tiệm đồ si ở đây, cực kỳ nhiều và mỗi tiệm lại có một màu sắc khác nhau. Bình thường ở Việt Nam đi mua đồ si là một chuyện, và qua tới đây mới hiểu được người Nhật đã nâng cấp đồ si lên một tầng cao mới hoàn toàn, có tất tần tật mọi thứ. Nhiều tiệm người ta trưng bày theo collection và cách decor sắp xếp của người ta làm cho mình mắc mua lắm nha. Và có thể nhận ra một điều là người Nhật người ta cũng rất là chuộng đồ second hand, bởi vì ngoài những cửa hàng truyền thống, họ có luôn những chuỗi cửa hàng trên toàn Nhật Bản, vừa thu mua đồ cũ và vừa bán lại đồ second hand, như là WeGo, Rakuten, đặc biệt là cái Tuhen Street này nè. Chỗ này được rất là nhiều người Nhật Bản ưa chuộng, có phân tầng những cái món đồ luxury hoặc là đồ bình thường. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những hãng thời trang xa xỉ như là Dior, Chanel, Fendi, Hermes, Louis Vuitton. Riêng Hồ Sơn là có tới 3-4 chi nhánh lận á. Còn đây là một cái thể loại ngon bổ rẻ hơn, chỗ cửa hàng bán đồ second hand theo ký, Komehio. Người ta sẽ để cho các bạn lựa thoải mái với giá là 1 yên hoặc là 4 yên cho 1 gam. Và ở Nhật có những cái tiệm đồ si các bạn nhìn bên ngoài rất là bình thường, nhưng mà bước vô trong á, vừa đẹp và vừa xịn, phải ồ qua liên tục về cái độ hoành tráng của nó. Để mà nói thì giống như là đồ si tuyển loại 1 vậy đó. Nhưng mà nhìn giá nó cũng sẽ hơi chát một xíu nha. Trung bình cũng phải trên dưới 2.500 yên, giá còn tùy thuộc vào hãng nữa. Gặp hãng xịn đó thì sẽ mắc hơn rất là nhiều. Nhiều khi nó chỉ rẻ hơn đồ mới một chút xíu thôi. Và cũng có những cái sao đồ mà người ta sell off như thế này để trước cửa. Nhưng mà đúng là câu tiền đầu của đó, mấy món này thì hơi khó lựa xíu. Ngoài quần áo second hand thì ở đây cũng có rất là nhiều món đồ thú vị khác, dụng cụ làm vườn, đồ thủ công mỹ nghệ hay là tranh vẽ. Nhiều store người ta thiết kế theo concept độc đáo hơn. Chỉ có một cánh cửa nhỏ để bước vào, tạo cảm giác bí ẩn và ma quái. Bán nhiều món đồ vintage rất là cưng. Mình thì bị kết cái đèn chùm ở đây, nhìn đã dã man luôn á. Ở bên đây những cái món đồ vintage họ trưng bày rất là đẹp, có siêu siêu nhiều món độc lạ, được sưu tầm theo kiểu một collection riêng. Với khu mua sắm Osukanon thì mọi người đi vào trong tuần sẽ đỡ đông hơn là cuối tuần. Mua sắm đồ lưu niệm ở đây cũng có rất nhiều thể loại, có thể thử những cửa hàng đồng giá 100 yên. Trên đường này còn có một cái shop bán sticker rất là đẹp, có đầy đủ các thể loại hình khác nhau. Cảnh báo trước là vào đây sẽ rất là tốn tiền đó, có nguyên một bộ sưu tập mèo luôn nè. Rồi là huy hiệu, sổ, bút, túi tết, áo thun. Thêm một điều đặc biệt là mọi người khi đi mua sắm nhớ mang theo passport nha, vì ở Nhật có rất là nhiều cửa hàng miễn thuế dành cho khách du lịch. Với tổng hóa đơn tính ra cũng giảm được khá tiền, nhưng mà cũng nhớ đọc kỹ quy định nha. Chi tiết mình sẽ nói clip sau ha. Osukanon sẽ có những cái hoạt động diễu hành, các hoạt động đặc biệt vào những ngày lễ, và những cửa hàng ăn uống được xen kẽ với khu quần áo. Về giá thì cũng đừng lo chặt chém, vì ở đây người ta có sẵn niêm yết giá nha. Nếu đi vào giờ cao điểm hoặc là những ngày cuối tuần thì chờ đợi xếp hàng cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là những tiệm có tiếng. À còn nữa, nhớ dành một chút thời gian để dạo quanh một số quán cà phê ở đây nữa nha, nhỏ nhỏ xinh xinh nằm xen kẽ trong những con hẻm. Ai mà giữa đường thèm đồ ăn Việt Nam thì cũng có thể ghé qua những cửa hàng này. Và mình là Jenny cùng 15 ngày ở Nhật. Bye bye.